Hello, chúng ta cùng đến với trận bán kết đôi nam lứa tuổi học sinh lứa tuổi dưới 18 giải cầu lông học sinh sinh viên trên cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Điểm số đang là 40, 4 đều. Điểm số đang là 4 đều nha mọi người. Không, anh thì nó đánh sao?
Mới đeo đi. Thank you.